What's up? Xin chào 500 anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Boss Gear. Hiện tại thì thị trường bàn phím cơ bây giờ giá của nó quá là ảo luôn rồi. Và các pháp sư Trung Hoa thì không ngừng bơm vào những con bàn phím mà mình thấy nó quá là phá đảo đi. Tuy nhiên thì nó lại rất có lợi cho những người tiêu dùng như chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ cùng đi review cho anh em một con bàn phím cơ giá chỉ có hơn 500.000 thôi. Có rất nhiều cái option mà có lẽ anh em sẽ không ngờ tới. Ok, let's go. Đầu tiên như các bạn nhìn ở ngoài vỏ hộp thì nó sẽ có in hình luôn chiếc bàn phím ngoài này. Chúng ta sẽ thấy nó sẽ là layout 98 đây, rất là quen thuộc. Chúng ta sẽ có cái logo của hãng. Hãng này là hãng Zijulang. Mình cũng không biết tiếng Anh đọc nó như thế nào luôn. Cái hiệu của con bàn phím này thì sẽ là mã là K3 Max. Đây, ở ngoài nó cũng sẽ có một số cái tổng hợp thông số rất là cơ bản thôi, ngoài hộp. Ở phía bên trong thì chúng ta sẽ có chiếc bàn phím được đọc bọc ở trong cái tấm PE. Đó, tất nhiên rồi. Tại vì con này thì nếu mà cần thì các bạn cũng có thể móc được, cho nên các bạn giữ lại cái miếng bọc này để là mình lót PE luôn. Cũng khá là ngon đấy. Phía bên trong thì chúng ta sẽ được kèm thêm một cái dây cáp rời Type-C. Đó, khá là ngon. 500k mà mình đã có cáp rời Type-C rồi. Chúng ta sẽ có một cái nhổ switch và một cái nhổ keycap. Hai chiếc switch lẻ để thay thế. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng. Và cái con này nó trong cái cuốn sách hướng dẫn sử dụng rất là dày, do nó có nhiều thứ tiếng. Các bạn nhớ giữ lại cuốn này nhé, để chúng ta có thể sử dụng nó một cách tốt nhất. Ok, quay trở lại với em bàn phím. Thì hiện tại phiên bản mình đang cầm ở trên tay đây. Đây là cái màu phô mai, màu chi. Nó sẽ bao gồm màu xám, màu vàng. Và cái phím của nó sẽ là hơi ngà ngà. Nhìn cũng khá là hay. Đó, cái màu này thì nhìn nó cũng nhẹ nhàng thôi, kiểu màu pastel á, chứ không phải là màu đậm. Về cái layout thì như ở ngoài hình thì chúng ta biết được em này sẽ là layout 98. Chúng ta sẽ có từ F1 cho đến F12. Tuy nhiên thì ở phần cuối này chúng ta sẽ có thêm cái nút Sprint, nút Down, Home and Up Down. Thì như vậy nó chỉ còn thiếu đúng 3 nút nữa thôi là gần như là thành full size rồi. Đó, như con này thì nó sẽ giống như là 99 hơn thì đúng hơn. 99 101 đấy thì đúng hơn, do cái hàng F này nó sẽ dồn hết tất cả 12 cái F này, chúng ta sẽ dồn vào trong thành một hàng dính liền nhau luôn chứ không tách ra, nên chúng ta sẽ thừa thêm được chỗ trống để nhét thêm hai nút này nữa. Và cái nút Sprint với nút Down này thì mình thấy rất nhiều người cần, và cái layout này thì cũng ít khi mà có cái phím hỗ trợ thêm hai nút này nữa, đây cũng là một cái điểm cộng. Ok, về thêm cái ngoại hình của em này nữa, đó chính là cái vỏ của nó thì nhìn nó khá là dày dặn. Và chân switch cũng sẽ được giấu phía dưới vỏ, tức là cái top của nó sẽ cao hơn. Nhìn như thế này thì không hề giống những con bàn phím layout 98 giá rẻ luôn. Nhìn khá là dày dặn và cứng cáp. Tuy nhiên thì khi mình vặn xoắn thì nó vẫn có cái độ cong uốn, chứng tỏ là cái con này thì nó cũng build không phải là thuộc dạng chắc chắn. Nhưng mà với 500.000 thì chúng ta cũng khó mà có thể yêu cầu gì hơn. Ở phần dưới đáy thì chúng ta sẽ có thêm hai cái lẫy nâng hạ độ cao. Đó. Cái này hình như bây giờ nó đã làm kiểu cơ bản rồi, hầu như phím nào nó cũng có luôn. Đó. Với cái hai cái lẫy này thì chúng ta có thể nâng hạ được cái độ cao tùy ý. Và chúng ta vẫn sẽ có những cái miếng cao su để chống trơn trượt. Để ý ở đây thì chúng ta có cái vỏ của nó vẫn có mấy cái khung ở đây là dành cho những cái phiên bản mà phiên bản không dây. Tuy nhiên thì con này là phiên bản có dây, cho nên là nó sẽ không có cái receiver ở đó. Ở bên đây cũng vậy, đây sẽ là cái công tắc cần gạt này, nhưng mà nó đã làm liền luôn. Đó. Do cái con này nó sẽ dùng chung khuôn với những cái con không dây. Về kết nối thì em này sử dụng duy nhất một cổng kết nối, đó là kết nối Type-C ở phía trên này. Thì với cái cáp rời này thì chúng ta có thể thay đổi dây cáp một cách rất là dễ dàng. Đây cũng là một cái điểm cộng đối với một em bàn phím cơ giá chỉ có 500.000. Đây, chúng ta sẽ có xem thử cái keycap của nó có ok không nha. Keycap của em này thì mình đánh giá không được cao lắm. Chúng ta vẫn sẽ có bộ keycap ABS Double Shot xuyên led, tuy nhiên thì cái bộ này nó làm khá là mỏng. Đó. Và các cái ký tự này cũng sẽ có xuyên led được, cho nên các bạn yên tâm là ban đêm chúng ta vẫn có thể nhìn thấy. Bây giờ mình sẽ mở lên xem cái switch và cái mặt ở phía dưới nó sẽ như thế nào. Plate. Ok, như các bạn thấy thì plate của em này sẽ là plate PC. Và cái switch của nó sẽ là switch của thằng GCN, rất là lạ. Cái switch này thì chuyên làm cho những cái con bàn phím cơ giá rẻ đấy.
Red switch luôn. Con này nó sẽ có hai phiên bản, Red switch và Blue switch nha. Rồi để mình mở ra luôn. Đó. Các bạn thấy chưa? Ở phía dưới này chúng ta sẽ thấy được rõ ràng hơn là em này cái mặt của nó sẽ có hỗ trợ hot swap va chân. Tuy nhiên sẽ là hot swap rivet thôi, chứ không phải hot swap xịn sò như con những con khác. Cái đặc biệt ở đây chúng ta để ý đó là nó sẽ có sẵn lót luôn lớp tiêu âm ở ngay phía dưới cái plate đó. Nó sẽ lót luôn ở phía trên PVC luôn. Và ở phía dưới đáy chúng ta sẽ nhìn thấy cái màu đen đen đó cũng chính là một cái lớp lót tiêu âm nữa. Vậy là con này nó sẽ được trang bị luôn cho chúng ta hai cái lớp lót tiêu âm cơ bản. Như vậy chúng ta không cần phải làm gì thêm, nếu như mà các bạn không muốn móc gì thì nó đã cũng khá là ok rồi. Về cái switch red này thì theo mình thấy thì nó cũng khá là mượt. Và cái đặc biệt là khi mình gõ hay mình búng như thế này thì không hề có nghe thấy tiếng ping luôn. Cũng rất là hay. Tại vì mình nghĩ là những cái con bàn phím cơ giá rẻ thì thường là cái tiếng ping của nó rất là kinh. Nhưng mà cái con này thì lại không có. Đó. Và cái cảm nhận mình gõ thì nó hơi nặng một xíu so với những cái con red bình thường. Và nó cũng khá là mượt. Ok, bây giờ mình sẽ ngó sang cái stab một xíu nhé. Đây, stab của em này thì stab màu vàng. Và cái mình muốn cho các bạn xem đó chính là cái chân stab của nó sẽ được lúp luôn, cực kỳ ngon. Đây, stab của nó sẽ được lúp sẵn ở phía dưới. Đó, khá là dày. Đây, cực kỳ mượt. Và cái chân stab của con này thì mình thấy nó bám cũng rất là chắc vào trong chiếc blade, cho nên các bạn yên tâm là nó sẽ được hạn chế tốt tối đa cái tiếng lóc xóc. Đó, tí nữa mình sẽ thử sao tiếp cho các bạn nghe. Và cái tiếng của con này cũng khá là ổn nha, mặc dù nó chỉ là stock, chưa có được móc mic gì luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm dây vô và cho các bạn xem cái hệ thống đèn led của em này. Tuy rằng là giá rẻ thôi nhưng mà em này cũng có một cái hệ thống đèn led khá là đẹp. Đó, con này sẽ có một cái hệ thống đèn led rainbow thôi chứ không phải RGB. Và cái trật tự sắp xếp màu của nó thì sẽ là theo đường dọc, tức là từ dọc xuống như thế này. Và các cái chế độ đèn led của nó cũng khá là đa dạng. Chúng ta giữ FN với lại cái nút xịt này. Đó, để đổi các cái chế độ đèn led. Led của em này thì không quá sáng. Nó chỉ đủ sáng để cho chúng ta có thể nhìn thấy vào ban ngày được thôi. Chứ nó không có sáng chóa lắm. Và các cái chế độ led của nó cũng khá là nhiều. Rồi, mình sẽ tắt bớt đèn đi và show cho anh em xem các cái chế độ đèn led của em này nha. Như các bạn thấy thì mặc dù led là led rainbow thôi nhưng các chế độ đèn led của em này cũng rất là đa dạng. Bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái phần khá là quan trọng, đó là sound test. Và con này nó sẽ có hai phiên bản, đó là blue và red. Và đây sẽ là cái sound test stock nhé, chưa hoàn toàn chưa móc hay đụng đến bàn phím nha.
Ok, thì như các bạn vừa mới nghe xong cái sao test không nói về phiên bản Blue, mình chỉ nói phiên bản Red thôi nhé. Phiên bản Red thì phải nói là cực kỳ ảo luôn. Mặc dù đây con phím chỉ có hơn 500 ngàn thôi, nhưng các cái step của nó đã làm khá là chỉnh chu rồi. À, mặc dù tuy rằng các nút 2U như nút cộng hay là nút Enter phía bên phải của phần numpad đây thì nó vẫn sẽ hơi lọc sạc một xíu, nhưng bù lại những cái tiếng Space, Enter cũng như là nút Back phía bên phần Alpha thì nó làm cực kỳ ngon luôn. Và nếu như các bạn không quá khó tính thì chúng ta vẫn có thể sử dụng được em này ngay sau khi mua về. Còn nếu như bạn là cần thiết thì chúng ta vẫn có thể mở ra mock lại được như bình thường, tại vì con này có hỗ trợ hot swap rất là tiện. Và mình như mình thấy thì con này nó chỉ cần mock sơ qua một xíu thôi về các cái start thì nó cũng đã ok rồi. À, những nút 1U này thì mình thấy gõ khá là ổn. Đó. Do cái switch này cũng không phải là switch xịn sò đắt tiền, cho nên chắc chắn là nó, âm thanh của nó nghe sẽ không ngon rồi. Nhưng nói về độ mượt, độ ổn định thì mình thấy cái âm thanh của nó khá là tốt. Đặc biệt là con này sử dụng là Blade PC cho nên cái âm thanh của nó khá là nổ. Ta nghe to hơn hẳn so với những cái con sử dụng Blade thép bình thường. Và nó cũng sẽ được lót sẵn các lớp tiêu âm rồi, cho nên là cái âm thanh của nó cũng sẽ không bị vang những cái con bằng nhựa khác. Nói tóm lại với tầm giá 500 ngàn thì cái điểm có lẽ đáng chê nhất của em này thì chắc chỉ có cái phần build của nó không có được chắc chắn lắm thôi. Chứ còn về mọi mặt thì chúng ta vẫn đều thấy là nó khá là ok. À, còn ngoài ra thì cái keycap của nó cũng không được ngon nữa. Tuy nhiên thì cái keycap thì cũng không có đáng lo ngại lắm vì chúng ta có thể thay được. Với tầm 500 ngàn thì con này chắc có duy nhất là cái đối thủ của nó chắc chỉ có con Lang Tu thôi. Nhưng mà con Lang Tu thì nó khá đuổi ở trước cái chỗ nó là cái space của nó sẽ không có thay được. Còn con này thì chúng ta có thể thay được, chơi được keycap thoải mái. Ok, anh em nghĩ sao về bàn phím này? Với tầm giá như thế thì anh em nghĩ có đối thủ nào có thể so sánh với em này không? Và nếu nếu như anh em có ý kiến gì thì hãy cứ comment ở phía dưới phần bình luận nhé. Còn nếu anh em thấy hay thì hãy nhớ like, share ủng hộ kênh. Nếu anh em thấy hay thì hãy nhớ like, share ủng hộ kênh Boss kia đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye.